Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, đó là câu chuyện được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Và địa phương này thì cũng đang có những hướng đi nhằm phát huy tiềm năng từ du lịch làng nghề, thu hút du khách đến với không gian văn hóa cồng chiêng cũng như là những làng nghề dệt thổ cẩm. Và nhìn rộng ra thì theo nhà báo, để phát huy được những tiềm năng của du lịch làng nghề, chúng ta cần phải có những giải pháp căn cơ và lâu dài như thế nào? Và đâu là giải pháp cốt lõi ạ? Về giải pháp trước mắt thì nên tập trung vào 4 giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh chính sách về làng nghề. Phải làm ngay. Bao gồm gì ạ? Đất đai để cho họ làm, tạo điều kiện để cho họ đầu tư cho nó có môi trường để giải quyết vấn đề môi trường. Thế rồi là phải tạo ra cái quỹ đất lớn hơn để có những cái sản phẩm trưng bày. Những cái đó là phải cần có chính sách nhà nước. Mà những đó là nó mang cái tính chất mở đường. Cái giải pháp thứ hai nữa ấy, đó là phải áp dụng những cái khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đấy lên. Phải nói nó phải đi vượt thời gian. Chứ nếu như là bây giờ mà chúng ta lại lấy những cái kỹ thuật đương đại mà chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ mãi là tụt hậu. Cái giải pháp thứ ba nữa đó chính là phải đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại. Cái cuối cùng nữa là phải cần có cái sự bắt tay giữa doanh nghiệp với lại địa phương với lại cái làng nghề đấy. Thì tôi cho đấy là những cái giải pháp về trước mắt. Thế còn về cái mặt giải pháp lâu dài ấy, thì chúng ta phải quy hoạch lại các cái nhóm làng nghề. Thế rồi là cái dòng sản phẩm nó phải được kết nối với lại các cái đơn vị làm du lịch để hạ giá thành xuống, thì nó cần phải được quy hoạch. Mà nhờ có quy hoạch này thì cái chính sách đầu tư của chúng ta mới đúng và nó mới đảm bảo được một cái sự hoàn chỉnh. Cái giải pháp lâu dài thứ hai nữa đó là phải hoàn thiện cái sản phẩm của du lịch. Nó phải mang cái giá trị kinh tế, giá trị văn hóa, mà nó phải có những cái con người ta phải hiểu với nhau, nó là tinh hoa và biết đường đi thì mới có thể làm nổi, chứ không phải là chỉ là có người lao động để mà làm ra. Cái giải pháp thứ ba nữa đó là cái đẩy mạnh cái tuyên truyền và cái quảng bá về cái hình ảnh của Việt Nam, con người của Việt Nam, làng nghề của Việt Nam, để nó như thế nào để cho bạn bè biết và người ta tìm đến với nó là tìm đến với một sự tình yêu, thích thú, chiêm ngưỡng và người ta hiểu được cái quy trình sản xuất của nó như thế nào. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải nâng cao lên một cái chất lượng. Cái chất lượng ấy là đội ngũ ở làng nghề và đội ngũ như vậy là du lịch là nó phải là hướng vào một cái chất lượng cao, đủ sức tương tác được với lại khách hàng, hiểu biết tâm lý của khách hàng và tiếp cận được khách hàng một cách văn minh nhất, lịch sự nhất và cũng có kỹ năng về phát triển thị trường, bán hàng tốt nhất. Và cuối cùng tôi muốn nói này, tất cả những giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài thì giải pháp có tính chất quyết định nhất đó là anh phải thay đổi tư duy của anh về làm du lịch làng nghề. Khi anh đã thay đổi được tư duy thì tất cả những thứ đó đều là những cách nghĩ, cách làm và sự mở đường cho phát triển. Mà cái mở đường trực tiếp nhất đó vẫn là cái sản phẩm du lịch của từng làng nghề đẹp, lịch sử, văn hóa, thân thiện, có trách nhiệm và biết sống cùng với lại du khách trên cái hành trình của người ta du lịch. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Hoàng Trọng Thủy với chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay và mong rằng là du lịch làng nghề của chúng ta sẽ sớm phát triển và vươn tầm ra thế giới trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy, như vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo,
Alo VTC 16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.